sứ mệnh Juno của NASA, nhà thám hiểm robot chạy bằng năng lượng mặt trời lên sao Mộc hoàn thành sứ mệnh chính kéo dài 5 năm để khám phá hoạt động bên trong của hành tinh lớn nhất hệ mặt trời. Kể từ năm 2016, tàu vũ trụ đã bay trong vòng vài nghìn cây em từ đỉnh đám mây đầy màu sắc của sao Mộc cứ sau 53 ngày. Sử dụng một loạt các công cụ được lựa chọn cẩn thận để tiến sâu hơn vào hành tinh này hơn bao giờ hết. Những phát hiện gần đây nhất từ các phép đo này hiện đã được công bố trên một loạt bài báo. Tiết lộ cấu trúc 3 chiều của các hệ thống thời tiết của sao Mộc bao gồm cả vết đỏ lớn nổi tiếng của nó, một cơn bão hàng thế kỷ đủ lớn để nuốt chửng toàn bộ trái đất. Trước Juno, nhiều thập kỷ quan sát đã cho thấy sự xuất hiện sọc nổi tiếng của bầu khí quyển sao Mộc với các dải màu trắng được gọi là các đới và các dải màu nâu đỏ được gọi là các vành đai. Các dải được phân cách bởi những cơn gió mạnh thổi theo hướng đông và tây, được gọi là các luồng phản lực và bị đánh thủng bởi các xoáy nước khổng lồ chẳng hạn như đốm đỏ. Nhưng các nhà khoa học từ lâu đã nghi ngờ rằng những hình thái thời tiết này chỉ là phần nổi của tảng băng trôi và những hiện tượng tiềm ẩn và không lường trước được có thể đang định hình bầu khí quyển sâu bên dưới lớp màn mây. Không giống như trái đất, bầu khí quyển của sao Mộc thiếu bề mặt, vì vậy có thể được coi là một vực thẳm không đáy. Juno có 3 cách để nhìn xuống bên dưới nền tảng của những lớp mây phía trên. Nó có thể đo những thay đổi nhỏ đối với lực hấp dẫn của sao Mộc để cảm nhận sự phân bố khối lượng xuống tận lõi mờ. Nó có thể đo từ trường của sao Mộc để xác định các dòng chảy bên trong các lớp chất lỏng bị nhiễm từ sâu. Và nó có thể sử dụng ánh sáng vi sóng để nhìn thẳng qua các đám mây. Vết đỏ lớn của sao Mộc đã gặp khó khăn trong những năm gần đây. Nó đã bị thu hẹp dần theo hướng đông tây trong nhiều thập kỷ. Và những cuộc chạm trán gần đây với các xoáy nhỏ hơn đã dẫn đến những mảnh vật chất màu đỏ khổng lồ bị hút ra khỏi vị trí. Những sự kiện bong chóc này, mặc dù gây rắc rối cho những người hâm mộ cơn bão nổi tiếng nhất trong hệ mặt trời, nhưng có vẻ bề ngoài chỉ ảnh hưởng đến những đám mây màu đỏ ở trên đỉnh của cơn bão. Nhưng những người hâm mộ cơn bão có thể an ủi từ những phát hiện mới nhất của Juno. Năm 2017, Juno đã có thể quan sát điểm đỏ trong ánh sáng vi sóng. Sau đó, vào năm 2019, khi Juno bay với tốc độ hơn 200.000 km/h trên vùng xoáy, mạng không gian sâu của NASA đang theo dõi vận tốc của tàu vũ trụ từ cách xa hàng triệu km. Những thay đổi nhỏ tới 0,01 mm/s đã được phát hiện do lực hấp dẫn từ điểm cực lớn gây ra. Bằng cách mô hình hóa các dữ liệu vi sóng và trọng lực này, tôi và các đồng nghiệp có thể xác định rằng cơn bão nổi tiếng sâu ít nhất 300 km, có thể sâu tới 500 km. Nó sâu hơn lớp thời tiết hình thành mây dự kiến có chiều sâu xuống khoảng 65 km dưới bề mặt, nhưng cao hơn các luồng phản lực có thể kéo dài tới 3.000 km. Rễ càng sâu, vết đỏ càng có nhiều khả năng tồn tại trong những năm tới, bất chấp sự tàn phá bề ngoài mà nó đã nhận được từ những cơn bão đi qua. Để xác định độ sâu trong quan điểm, trạm vũ trụ quốc tế quay quanh bề mặt trái đất khoảng 420 km. Tuy nhiên, bất chấp những phát hiện mới này, vết đốm vẫn có thể là một cấu trúc giống như bánh kết trôi nổi trong bầu khí quyển không đáy, với chiều rộng 12.000 km của vết đốm lớn hơn 40 lần so với độ sâu của nó. Bí ẩn của các vành đai và khu vực trong lớp thời tiết hình thành mây anten vi sóng của Juno đã nhìn thấy cấu trúc dự kiến của các vành đai và đới. Các vùng mát mẻ có vẻ tối, cho thấy sự hiện diện của khí amoniac, khí này hấp thụ ánh sáng vi sóng. Ngược lại, thắt lưng sáng trong ánh sáng vi sóng phù hợp với việc thiếu amoniac. Các dải sáng và tối này trong lớp thời tiết hoàn toàn căn chỉnh với gió ở trên cao, được đo ở trên cùng của các đám mây. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta thăm dò sâu hơn? Nhiệt độ của bầu khí quyển của sao Mộc vừa phải cho sự hình thành của một đám mây nước cách đỉnh mây khoảng 65 km. Khi Juno nhìn qua lớp này, nó phát hiện ra một điều bất ngờ.
các vành đai trở nên tối vì sóng và các khu vực trở nên sáng vì sóng. Đây là sự đảo ngược hoàn toàn so với những gì chúng ta đã thấy ở những vùng mây nông hơn. Và chúng ta gọi lớp chuyển tiếp này là đường nối khoảng 45 đến 80 km bên dưới những đám mây có thể nhìn thấy. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.